Hello anh em và chào mừng anh em đến với một cái chương trình mà anh em lại rất hay ngóng trông vào mỗi tuần. Nhưng mà lần này chúng ta sẽ react một vài cái bài dự thi về tư duy thiết kế. Tư duy thiết kế poster của group. Tại vì chúng tôi mới lập ra một cái group 2.0. Nghe nguy hiểm quá vậy. Nghe backup. Nên là cái group này member nó chỉ bằng 1/10 group chính thôi. Nên là chúng ta sẽ react những cái bài thi ở đây với x10 tương tác. Bài trong group 2.0 là 1000 tương tác thì bây giờ là 10.000. Đặc biệt đó là hôm nay mình sẽ có được một khách mời. Khách mời người nước ngoài. Người nước ngoài. Tao vừa thấy đâu luôn. Một cái đầu. Oh shit. Lên đây men. Bài dự thi đầu tiên bò lõm 600 tương tác với lò miêu 2.0 sẽ là 6.000. Điện tối hài hước nhân văn, nhưng mà cách vẽ của Thạch là nó giống như là một ông già bên Nhật Bản vậy. Gọi là Thạch Tokuda. Cái là gọi là phong cách trung bình. Ok, tiếp theo đại 1000, nhưng người lên là 10.000. Black vibe gần ơi, nhưng nó thiếu thiếu chữ S. Đúng rồi, thiếu chữ S. Sai chữ gan, có cần S, có S không? Gan có S không? Nếu mà bằng một người trở lên thì phải có. Sai chính tả. Sai chính tả rồi. Tiếp theo 5 điểm. Tiếp theo là của Đào Chí Vĩnh, 1K7, 17.000 tương tác. Nó đầu tư á. Cái này là bó cơ luôn á hả? Bó cơ. Vẽ theo phong cách của Attack on Titan. Ở giữa là tôi đúng không? Thật là một phiên bản khác luôn. Chứ mà tôi đánh giá cao cái trong cái thiết kế này. Rất có tầm. Chúng mình cả. Tiếp theo, đồ sơn 16.000 tương tác. Đồ sơn nghe như đồ sạc. Quý. Đây là một những cái bức mà tôi khá là thích nè. Mong ớt đúng không? Ê, tôi cảm giác cái này như vẽ tay á. Vẽ là vẽ Photoshop, nhưng mà ý là cái nét vẽ nó giống như hồi xưa mà mình đi học có cái sơn dầu á. Đúng rồi. Có rất là nhiều hình con kem nè, Super Idol rồi. Cái chữ có Thạch Lăng, chú Mùi bảo vệ hay Phù Thủy tình yêu mình vẽ tay luôn thì trời nó đây là luôn. Tuyệt vời. Nhưng mà vẫn chưa đủ mà anh giải. Gì hả? Vẫn chưa đủ để anh giải, chúng ta sẽ tiếp tục đến với bài tiếp theo. Fit Grossman 16k. Trời eo. Nhìn giống như nó còn ở mong ớt quá. Mong ớt đúng rồi. Cái này là nó thành cái meme nó không phải là cái bài thi. Nhìn mỗi chân quá. Mỗi chân. Nhìn nó phi trọng lực quá. Tiếp theo, Hùng Nguyễn. Thí sinh Hùng Nguyễn này là tôi thấy là bất kỳ giải nào cũng được lên TV. Và đã lượm được giải mấy lần. Nhưng mà lần này là vẫn chưa ăn giải. 1K6, 16.000. Ai chà. Cái này là đồ lại đúng không? Tôi có một cái ép nó giống vậy. Cái gì? Cái này cái ép hả? Đúng rồi. Rồi nha Hùng Nguyễn nha, phong phốt Hùng Nguyễn nha. Cái gì? Những cái background này tôi biết ngay à. Đúng rồi, xài ép, chống chế. Lấy cái súng như này rồi. Nhưng mà 16.000 tương tác là chắc là do cái độ fan của chú đó trong lớp. Cái group của mình bây giờ ngoài cái việc tạo ra content thì bây giờ cũng là tạo ra fan cho các thí sinh dự thi nhờ. Đúng rồi, chú. Tiếp theo, Nguyễn Tiến Minh, 18.000. Ê, cái gì vậy? Tạo cái gì? Có phai quá hơn. Nhìn nó lửa tự do. Nóng tự do chiến. Tiếp theo, Nhật Minh 7.000. Trông sẽ bị phần tay luôn. Cái này ok mà tại sao có 7.000? Ok mà sao 7.000 là nói chung là nào, đầu tiên là có vẽ tay nè, có phong cách vẽ riêng nè. Mà 7.000 có nghĩa là tham gia ít. Nên là fan chưa đủ. Đấy. Còn không là đăng giờ thiếu phong thủy. Cũng như là do mình chắc vậy, chắc vậy. Tiếp theo, Tuấn Ngô 12.000. Ui đẹp vậy. Sao mà vẽ đẹp vậy? Cái này là nó ở another level luôn. Cái này nó quá đẹp quá. Nhìn tao ngầu thế nhờ. Bị ấn tượng á. Tuy không được tương tác cao nhưng mà tô chấm cực kỳ ấn tượng. Bây giờ chúng ta đến với những bài thi đoạt giải. Giải đoạt giải luôn hả? Nãy giờ là nó tương tác rất là chắc, chưa đủ quan giải. Chỉ là khúc dạo đầu thôi. Chỉ là khúc dạo đầu thôi. Dạo đầu thôi mà mạnh mẽ quá. Giải 3, Kiến Đức Trọng 21.000. Cái này là giống cái nãy nhưng mà lên một tầm mới nữa. Nó có tầm á, cái này là chú 10 Ben 10. Này là chú Thạch Người Đá. Còn bên kia là cái gì đó nó liên quan đến tình yêu là thấy nó hơi giống. Tình yêu đúng không? Hơi giống đó mình hiểu. Rất là thích cái phong cách này luôn á. Xứng đáng để trở thành là ảnh thân của rất chưa? Cực kỳ xứng đáng luôn. Xứng đáng luôn. Nhưng mà từ. Nhưng mà nữa hả? Đây mới là giải 3 thôi. Chúng ta sẽ đến với giải nhì. 26.000. Chúc mừng Trung Ngờ. Đã chung ngờ tham gia hoài luôn. Ui. What? Cái này chắc chắn phải cho Wu Xi đánh giá rồi. Wow, cái này là chắc là coi từ đầu đến cuối mới biết được cái giá để mà làm cái chữ này đúng không? Đúng rồi. Nó có thể được. Xét về cái mặt nghệ thuật á thì nó không bằng cái giải 3, nhưng mà về cái mặt mà sáng tạo, giải trí mà về mặt content thì là lõ luôn. Đúng rồi.
Bây giờ chúng ta đến với giải nhất. Đây rồi. 33.000. Chúc mừng Duy Sotaro với chỉ một bài đăng. Cái này phải em bút bi đúng không? Đúng rồi, em bút bi nè. Đúng rồi. Bạn này đã có kỹ năng vẽ rất là cao nè. Bút bi phân cách bóng được. Đang thấy rất là tốt luôn. Mà thêm một cái ví dụ như nó content đi là Phước sẽ chọn cái content gần nhất và hay nhất của Phước. Xứng đáng với cái tâm huyết này. Xứng đáng. Tôi vẫn chấm giải ba lên. Thế giờ phim hai cái giờ anh các anh vote đi. Tấm này của chú Duy Sotaro thì anh giải nhất. Để mà trở thành một cái poster cho group thì tôi nghĩ là giải ba. Mình phân tích một chút xíu là trên mạng xã hội social đi. Có màu sắc thì nó sẽ là cho nó bắt mắt hơn. Rồi 12 bạn này cũng là 1 9 1 10. Đúng rồi, cái phần này thì tâm huyết là khỏi giải thích rồi. Nhưng mà để làm ra cái avatar thì đây giải ba. Giải ba. Sau khi mà tổng hợp với tất cả những ý kiến của những anh em trong clip vai thì mọi người sẽ quyết định đó chính là giải nhất thì vẫn của bạn Duy Satoru-san đồng ngoéo một đó. Nhưng mà lên được ảnh biệt thì nhóm sẽ chọn bạn Kiến Đức Trọng, bởi vì những phân tích hồi nãy giờ thôi, mong hai bạn hiểu được những cái chia sẻ của nhóm ha. Và nhóm rất là quý trọng và rất là tôn trọng tất cả những công sức, những cái tâm huyết của các bạn mà để dành ra cho Lò Miêu. Lò Miêu vẫn còn sống nha, 2.0 chỉ là backup. Ok, và rất cảm ơn các bạn đã đồng hành xem được những giây phút này. Như là hôm nay là một cái buổi triển lãm mà những cái tài năng nghệ thuật trong cái Lò Miêu của chúng ta. Và các bạn đừng quên like và subscribe cho Black Vice. Bye bye. Subscribe Black Vice. Ngày mai coi tiếp.